Ôi, những viên ngọc bích nó nhấp nhô kìa. Đi cái này dễ té lắm đó nha. Baby đi cẩn thận đó. Ôi, lọt rồi. Ở mỗi tập chúng ta sẽ học một điệu nhảy khác nhau. Để cuối cùng bộ phim này KM Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh KM Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Yeah, chúng ta đã tìm được 2 viên ngọc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm viên ngọc thứ 3. Mình đi đường này đi tiên bướm khi đi cắn. Ôi, trong này là cái gì vậy ta? Theo tiên bướm được biết thì đó là khu vườn ngọc bích. Wow, đúng rồi, khu vườn ngọc bích kìa mấy bạn ơi. Trong này có rất là nhiều khối viên ngọc luôn. Viên ngọc mà nó to khổng lồ kìa. Ở đây có nhiều sương mù quá à. Cây cầu bị một dễ gãy lắm đó, cho nên Barbie phải đi cẩn thận nha. À, Barbie nhớ rồi. À, bây giờ phải băng qua sông rồi. Ở đây có một tấm thảm thần kỳ nè, nó trôi qua trôi lại. Rồi, đi thôi. Ôi, con khỉ của bà phù thủy kìa, nó xuống nó lấy viên kim cương mất tiêu rồi. Các bạn biết không, cái viên ngọc bích á, nhiều viên kim cương vậy đó, nó nhỏ xíu thôi là đã quý lắm rồi. Còn vô trong đây các bạn nhìn kìa, những cái khối ngọc bích màu hồng màu xanh to khổng lồ luôn. Cái này mà đem về bán lấy tiền chắc là thích lắm đây. Đúng, đây là thế giới cổ tích với đầy vàng và ngọc bích mà. Bây giờ biết đi tìm viên ngọc ở đâu đây? Ôi da, lọt rồi. Để tiên bướm cứu. Baby phải đi cẩn thận nha. Lọt nữa là tiên bướm không cứu đâu đó. Baby nhớ rồi. Baby nhảy qua nè. Wow, trong này đẹp quá à. Baby mà đem được một khối ngọc bích về, bán chắc là được nhiều tiền lắm đây. Ê, ở đây có những cây lao nữa kìa. Những cây lao mọc dưới nước rất là nhiều. Rồi, đi thôi, đi thôi. Băng qua nè. Wow, nhiều khối ngọc bích quá à. Ê, còn có con hồng hạc nữa. Nhiều con hồng hạc quá à. Con khỉ kia coi chừng nó lấy viên kim cương của mình. Nè các bạn nè, nhìn nè, ngọc bích quá trời luôn. Mà nó to như Barbie vậy đó. Barbie mà đem một khối này về bán chắc được nhiều tiền lắm nè. Rồi đi vô thôi. Wow, nhiều ghế chưa. Ngọc bích nè, Barbie nhảy lên luôn. Thích quá, thích quá. Ôi da, rớt rồi. Cảm ơn tiên bướm đã cứu. Ở đây còn có nhiều em rùa nữa. Đúng là thần kỳ. Hồng Hạc ơi, cho chị chơi chung với nha. Bây giờ mình đi tới đâu nữa đây ta? Tiên bướm ơi, mình đi tới đâu nữa vậy? Ôi, sao mà nhiều ngọc bích quá vậy? Không biết đi đường nào luôn nè. Nhảy quá. Ôi, những viên ngọc bích nó nhấp nhô kìa. Đi cái này dễ té lắm đó nha. Baby đi cẩn thận đó. Ôi, lọt rồi. Hả? Lọt nước hoài vậy Baby? Tiên bướm không cứu nữa đâu đó nha. Tiên bướm cứu Baby chứ. Tiên bướm là thiên thần hộ mệnh của Baby mà. Kìa, nó đang nhấp nhô lên kìa. Leo lên dễ té lắm đó, phải cẩn thận. Leo lên. Leo lên ạ, leo lên. Leo lên nè.
Hay quá, hay quá. Rồi, Barbie, Barbie, tới chỗ này rồi. Chỗ này có viên ngọc nè. Đâu, đâu, đâu? Sao Barbie không thấy gì vậy? Hình như phải vượt qua thử thách phải không, tiên bướm? Nhưng mà thử thách này là gì vậy? À, thử thách này đó là bạn mèo hoặc là Barbie phải đi nhặt được bông hoa này nè. Nhặt được 8 bông hoa thì lâu đài sẽ tặng cho viên ngọc. Ôi, bông hoa gì mà cái cánh vừa màu đỏ mà vừa màu vàng vậy ta? Nhìn ngộ nghĩnh quá à. Thôi vậy cho mèo lần này vượt qua thử thách này đi. Mèo ơi, cố lên. Mèo ơi, cố lên. Mà nhớ nha, đừng để đụng vô những bông hoa này. Đó, đụng vô là không được. Thì kia bông hoa kìa, nhặt đi. Không được hả? Cúi xuống, đừng để đụng bông hoa màu tím. Đụng được một cái, hai bông hoa nè. Ây da, đụng vô bị mất một bông hoa lại rồi. Cúi xuống, mình chỉ nhặt bông hoa có cái cánh màu đỏ và màu vàng thôi. Còn những bông hoa khác thì mình phải né đi nha mèo. Nếu mà nó đụng vô là mình bị thua đó. Không được đụng vô bất cứ bông hoa nào khác hết. Mèo nhớ rồi, mèo nhớ rồi. Cúi xuống nè. Nhảy lên nè. Hay quá, nhảy lên nè. Nhảy lên. Nhảy lên. Wow, được 6 bông hoa rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. 7 bông hoa nè. Cúi xuống. 8 bông hoa. Yeah. Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ. La 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 la. Vui quá, vui quá đi. Ôi, nhìn kìa, lâu đài tặng cho chúng ta viên ngọc kìa. Em ơi, chúng ta đã tìm ra được viên ngọc thứ ba rồi. Viên ngọc đó của em hả chị? Đúng rồi, viên ngọc đó em hãy giữ và cố gắng tập múa nha. Hy vọng chúng ta sẽ về kịp để cứu cha của chúng ta. Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng, em sẽ rất là cố gắng luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đây, viên ngọc của em nè, chị sẽ gắn vô cho em. Rồi, bây giờ bắt đầu nhảy nha. Để em vận động đã, để em vận động đã. Đầu tiên là kiểu múa này. Xong rồi. Tới kiểu múa nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Còn kiểu gì nữa ta? Kiểu này đi. Quơ tay qua. Quơ tay lại. Quơ tay ra. Rồi, xong kiểu múa tiếp theo. Kiểu múa này là đá chân qua. Đá chân lại. Mình sẽ múa theo cái điệu nhạc của nó. Kiểu này hay lắm nè. Đưa cái chân ra. Đưa cái chân vô. Đưa chân qua. Đưa chân lại. Còn một kiểu cuối cùng nữa. Đẹp quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhảy thử nha. Các bạn đang xem video ơi, các bạn hãy đứng lên và nhảy theo nàng Barbie này đi. Sẽ rất là tuyệt vời đó. Yeah, rồi biểu diễn thật sự nè. Ở mỗi tập chúng ta sẽ học một điệu nhảy khác nhau. Để cuối cùng bộ phim này, chúng ta sẽ biết được 12 điệu nhảy thần tiên. Lúc đó mấy bạn mà biểu diễn trên lớp chắc mọi người rất là ngưỡng mộ đó. Show. Ôi, nàng Barbie này nhảy đẹp quá à.
con vẹt kia lúc nào cũng nịnh nọt không à. Im lặng đi để bây giờ mình làm tiếp tục nè. Rồi, ổn rồi. Bây giờ chúng ta đã tìm được viên ngọc thứ ba. Bây giờ chị Barbie đi tìm tiếp hả chị? Đúng rồi, chị sẽ đi tìm tiếp viên ngọc thứ tư. Em hãy quay về với mọi người đi. Sau khi tìm được chị sẽ gọi một em tới để cùng học nữa. Dạ. Đi thôi tiên bướm chỉ bị cắn ơi. Chúng ta sẽ vào cánh cổng này đi. Ok. Let's head for the archways. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.